Tiếp tục chương trình hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia vào chiều ngày 6 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự cấp cao ASEAN cộng 3 gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các hội nghị cấp cao ASEAN với Hoa Kỳ và với Canada. Tại các hội nghị, các đối tác đều khẳng định coi ASEAN là lực lượng trung tâm trong khu vực, cam kết hỗ trợ xây dựng cộng đồng, đóng góp trách nhiệm, hiệu quả cho đối thoại hợp tác và các nỗ lực xây dựng cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, bao trùm dựa trên luật pháp quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN đề nghị các đối tác ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố DOC và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đối tác ủng hộ tăng cường đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đề cao luật pháp quốc tế với tinh thần trách nhiệm và tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau. Tại hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3, các nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác ASEAN cộng 3 giai đoạn 2023-2027, trong đó có phát huy thế mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, tài chính, y tế và mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, tập trung vào đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh lương thực, chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bao trùm và bền vững. Hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3 thông qua tuyên bố về phát triển hệ sinh thái xe điện. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hy vọng ASEAN cộng 3 sẽ có vai trò tích cực, hiệu quả trong đề xuất các giải pháp khả thi, cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay. Nhấn mạnh ASEAN cộng 3 cần phối hợp đẩy mạnh trao đổi kinh tế, thương mại, đầu tư và liên kết đa phương, bao gồm phối hợp thực hiện hiệu quả các FTA ASEAN cộng 1 với từng đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như Hiệp định RCEP. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác Mekong Lan Thương, Mekong Nhật Bản và Mekong Hàn Quốc, đóng góp hiệu quả cho phát triển bền vững tiểu vùng Mekong. Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 11, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực y tế, đồng thời mở rộng hợp tác ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, chuyển đổi số, năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hợp tác biển bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, ASEAN và Hoa Kỳ đang bước vào kỷ nguyên hợp tác mới, cần nhanh chóng đưa hợp tác kinh tế thương mại trở thành trụ cột và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực thúc đẩy đối tác chiến lược toàn diện ASEAN Hoa Kỳ. Nhằm xây đắp tương lai bền vững cho hơn 1 tỷ người dân, Thủ tướng đề nghị ASEAN phối hợp với Hoa Kỳ triển khai hiệu quả các sáng kiến tương lai ASEAN-Hoa Kỳ về y tế, giáo dục, năng lượng, môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, đồng thời mong muốn Trung tâm ASEAN-Hoa Kỳ đóng góp hiệu quả cho các nỗ lực này. Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 11 đã thông qua tuyên bố chung về hợp tác trên cơ sở quan điểm AOIP của ASEAN. Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Canada, hai bên nhất trí thông qua tuyên bố chung chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Canada. Nhất trí phối hợp khai thác hiệu quả dư địa tiềm năng hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi số, an ninh lương thực, hỗ trợ doanh nghiệp, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó biến đổi khí hậu, kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược, mở ra kỷ nguyên mới trong hợp tác, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các nước, đưa các cam kết thành hành động thiết thực, cụ thể, xứng đáng với tầm vóc mới của quan hệ. Thủ tướng đề nghị hai bên cần tập trung đẩy mạnh giao thương, đầu tư, kết nối doanh nghiệp, ổn định chuỗi cung ứng, hỗ trợ tiếp cận thị trường của nhau. Mong muốn Canada tạo điều kiện hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam và các nước ASEAN xuất khẩu sang thị trường Canada. Mong muốn Canada hỗ trợ các nước ASEAN, tiểu vùng Mekong trong chuyển đổi năng lượng, giảm thiểu tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo ASEAN-Canada đã thông qua tuyên bố tăng cường hợp tác an ninh lương thực và dinh dưỡng trong thời kỳ khủng hoảng. Ngày 6 tháng 9, nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN 43 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ, hướng tới nâng cao tầm quan hệ trong thời gian tới, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân và khắc phục hậu quả chiến tranh.
Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của bà Kamala Harris cho quan hệ hai nước, nhất là thời gian tới để cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao nhằm thúc đẩy quan hệ tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Thủ tướng cho biết Việt Nam đang phối hợp với Mỹ để chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Joe Biden trọng thị, chu đáo chuyến thăm sắp tới. Phó Tổng thống Kamala Harris nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tin tưởng chuyến thăm sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương. Chiều ngày 6 tháng 9, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Điện tử và Vi mạch bán dẫn ESC. Đến dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Trương Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao việc Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm Điện tử và Vi mạch bán dẫn. Đây là một dấu ấn quan trọng trong thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện Nghị quyết số 98/2023. Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, đồng chí Trần Hồng Hà nhấn mạnh, công nghiệp vi mạch và bán dẫn là ngành công nghiệp sử dụng nguồn tài nguyên là trí tuệ. Vì vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao có vai trò then chốt, quyết định và Việt Nam cần có một chiến lược tổng thể để phát triển nguồn nhân lực trong nước. Đồng thời cần những chính sách để thu hút các chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực này về Việt Nam. Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi mong muốn thành phố tiếp tục phối hợp với các bộ ngành trung ương để phát triển khu công nghệ cao thành phố. Với Nghị quyết 98, đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định, thành phố cũng sẽ mạnh dạn thí điểm phát triển khu khoa học công nghệ với nền tảng chính là lĩnh vực chip, điện tử, vi mạch và bán dẫn. Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước, thì tính đến hết tháng 8, huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ là 230.511 tỷ đồng, đạt 57,6% kế hoạch năm 2023. Lãi suất phát hành bình quân là 3,44% một năm, kỳ hạn phát hành bình quân là 12,44 một năm và thời gian đáo hạn bình quân là 9,19 năm. Kho bạc Nhà nước cho biết là sẽ tiếp tục bám sát tình hình của thị trường, tình hình thu chi ngân sách nhà nước để tổ chức huy động vốn trái phiếu chính phủ với khối lượng phù hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi trả nợ gốc của ngân sách trung ương và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, đặt mục tiêu giải ngân đạt khoảng 95%, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tìm giải pháp giải ngân gần 46.000 tỷ đồng trong 4 tháng cuối năm nay. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh được giao vốn đầu tư công lớn nhất cả nước với hơn 70.000 tỷ đồng. Tính đến đầu tháng 9, thành phố mới giải ngân được 28%, kết quả chưa như kỳ vọng đề ra bởi gặp vướng mắc từ khâu giải phóng mặt bằng đến thi công xây lắp. Để tháo gỡ, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ủy quyền cho các quận huyện, thành phố Thủ Đức tự phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, từ đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân. Các đơn vị phải rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đôn đốc, gỡ khó cho các dự án. Thành phố sẽ cắt giảm những dự án chậm trễ, nhà thầu chây ì sẽ bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù đi vào thực thi cũng giúp tăng tốc trong giải ngân đầu tư công. Với mục tiêu giải ngân cuối năm đạt 95%, trong 4 tháng còn lại, thành phố phải giải ngân 45.790 tỷ đồng. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, mặc dù thị trường những tháng đầu năm không mấy sáng sủa, nhưng xuất khẩu cá tra sang một số thị trường nhỏ lại đang có dấu hiệu tăng trưởng tốt. Điển hình như là xuất khẩu sang thị trường Đức thì tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, New Zealand thì tăng 17%, Thụy Điển tăng 25%, hay xuất khẩu sang Phần Lan thì cao gấp 18 lần so với cùng kỳ năm trước. Những tháng cuối năm thì mức sụt giảm sẽ thu hẹp dần ở một số thị trường do thị trường bước vào mùa đặt hàng cho tiêu thụ cuối năm hay là những dịp lễ hội lớn. Và theo các chuyên gia, nếu như thị trường tiến triển thuận lợi, người dân và doanh nghiệp có đủ nguồn vốn để duy trì sản xuất, chế biến thì xuất khẩu cá tra cả năm nay sẽ có thể đạt được mức là gần 1,8 tỷ đô la Mỹ.
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Vào sáng ngày 7 tháng 9, Bộ Công Thương đã công bố tổ chức sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế Vietnam International Sourcing 2023 từ ngày 13 tới ngày 15 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Chuỗi kết nối được tổ chức với hàng loạt các hoạt động kết nối giao thương và triển lãm cung ứng hàng hóa quốc tế, cùng sự tham gia của 300 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Để tổ chức sự kiện này, hơn 60 thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã tiến hành quảng bá rộng rãi tới các nhà nhập khẩu, kênh phân phối để mời các đoàn thu mua quốc tế tham dự. Trong thời gian diễn ra chuỗi kết nối cung ứng hàng hóa quốc tế 2023, 10 cuộc hội thảo và các diễn đàn doanh nghiệp kết nối giao thương sẽ được tổ chức với sự góp mặt của các tập đoàn lớn của Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp. Chuỗi sự kiện này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Việt với các kênh phân phối, nhà nhập khẩu nước ngoài nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, trong bối cảnh nhiều kênh phân phối đa quốc gia phát triển nguồn hàng mới để ứng phó với những đứt gãy, những bất ổn trong bối cảnh khó khăn chung của toàn cầu. Nhân kỷ niệm 78 năm thành lập Hải quan Việt Nam, ngày 10 tháng 9 năm 1945, ngày 10 tháng 9 năm 2023, tại Hà Nội, tạp chí Hải quan đã tổ chức diễn đàn thường niên Hải quan Doanh nghiệp năm 2023 với chủ đề Hải quan Việt Nam tạo động lực mới cho doanh nghiệp phục hồi và bứt phá. Tham dự diễn đàn có 300 đại diện các bộ ban ngành của các đơn vị trong ngành hải quan doanh nghiệp, hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động xuất nhập khẩu trong cả nước. Diễn đàn xoay quanh nội dung chính về hải quan nỗ lực cải cách, tạo thuận lợi thương mại và chung tay xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật về hải quan. Đồng hành cùng doanh nghiệp cũng chính là bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới đã và đang diễn biến hết sức phức tạp với phương thức thủ đoạn tinh vi khó lường. Ngành hải quan xác định cùng với tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, ngành hải quan cũng tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Để sự đồng hành hải quan doanh nghiệp ngày càng hiệu quả, ngoài nỗ lực của ngành hải quan, không thể thiếu sự tham gia tích cực của các bộ ngành, các hiệp hội, đặc biệt là sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Diễn đàn thường niên Hải quan Doanh nghiệp 2023 nhằm ghi nhận sự tham gia đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình cải cách, hiện đại hóa hải quan, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật về hải quan của doanh nghiệp. Thưa quý vị, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 thì có hơn 3.000 hợp tác xã trên địa bàn, trong đó có 250 mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị và phát triển bền vững. Hà Nội dự kiến đến năm 2045 có hơn 4.500 hợp tác xã. Số hợp tác xã hoạt động loại tốt khá chiếm từ 90% trở lên. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các nhiệm vụ giải pháp, trong đó đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đặt hàng, xác định, tuyển chọn các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu hướng dẫn cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ kinh tế tập thể hợp tác xã trong việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền trên đất. Trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng loại U23 châu Á 2024, đội tuyển U23 Việt Nam đã có chiến thắng đậm đà 6-0 trước đối thủ U23 Guam trên sân vận động Việt Trì. Và bước vào trận đấu với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 7.000 khán giả trên sân, cầu thủ hai đội đã thể hiện sự quyết tâm và cũng như là khát khao ghi bàn từ sớm. Tuy nhiên thì phải đến cuối hiệp 1 thì U23 Việt Nam mới có pha dứt điểm thành bàn để khai thông thế bế tắc. Và bước vào hiệp 2 thì với thế lực cũng như là trình độ vượt trội thì U23 Việt Nam đã áp đảo hoàn toàn và ghi liên tiếp 5 bàn thắng để ấn định chiến thắng là 6-0. Với thắng lợi này thì đội tuyển U23 Việt Nam đã giành được 3 điểm với hiệu số là cộng 6, vượt lên trên U23 Yemen để dẫn đầu bảng C sau khi kết thúc lượt trận đầu tiên. Vào tối ngày 6 tháng 9, Ban tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 đã tổ chức đêm gala Đêm Việt Nam với chủ đề Dáng hình Việt Nam. Tham dự có lãnh đạo các địa phương trong nước, các tổ chức du lịch quốc tế, cơ quan báo chí và doanh nghiệp du lịch đến từ hơn 42 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đêm gala Đêm Việt Nam giới thiệu đến bạn bè quốc tế những tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Một Việt Nam hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa.
lưu giữ trọn vẹn những giá trị truyền thống lâu đời với sự kết hợp của các nhạc cụ dân tộc đặc trưng của Việt Nam, đã tạo nên một bản giao hưởng đậm đà bản sắc Việt. Chương trình cũng là lời chào, lời mời du khách đến với Việt Nam để nhìn ngắm thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp, để đắm mình trong sự thân thiện và nhiệt thành, để khám phá và trải nghiệm nền văn hóa đa dạng và giàu bản sắc. Một thành phố Hồ Chí Minh đang xen hài hòa giữa nhịp sống năng động, hiện đại, trong một không gian chứa đầy những giá trị kiến trúc, văn hóa lâu đời. Một thành phố mà bạn có thể tìm thấy bất kỳ món ngon nào của thế giới, bên cạnh những món ngon khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Đồng thời khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trong khu vực, thể hiện tinh thần hữu nghị, hợp tác ngoại giao, phát triển du lịch bền vững cùng các quốc gia trên thế giới. Nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc miền Trung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Bình Định tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung từ ngày 8 tới ngày 10 tháng 9 tại Bình Định. Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng và đồng bào dân tộc đến từ 11 tỉnh khu vực miền Trung. Với chủ đề Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển, Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư sẽ được tổ chức tại Bình Định năm 2023. Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng, đồng bào dân tộc đến từ 11 tỉnh khu vực miền Trung, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận. Ngoài lễ khai mạc và bế mạc, ngày hội còn có các hoạt động chính gồm liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc các địa phương, trình bày giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống địa phương, trưng bày chế biến và giới thiệu ẩm thực, hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian dân tộc, hoạt động du lịch, trưng bày ảnh của các dân tộc thiểu số miền Trung đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Trong phần tin tiếp theo, bảo đảm công bằng trong chính sách cho viên chức y tế, dân số. Tràn lan hội nhóm hướng dẫn cách bùng nợ vay tiêu dùng. Thưa quý vị, thời gian qua thì Bộ Y tế nhận được kiến nghị của một số địa phương, đơn vị và cả những cá nhân về việc viên chức dân số ngoài nhiệm vụ chính về công tác dân số còn được phân công nhiệm vụ có yêu cầu trình độ chuyên môn y tế nhưng lại không được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề do không được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp y tế. Để bảo đảm việc giải quyết chính sách về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức dân số, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc địa phương quản lý thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng viên chức theo đúng vị trí việc làm, bố trí phân công công việc phù hợp với bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, bảo đảm công bằng trong giải quyết chế độ chính sách cho viên chức y tế dân số theo quy định của pháp luật hiện hành. Quan tâm xây dựng chính sách ưu đãi, thu hút cán bộ, nhân viên y tế về làm việc tại y tế cơ sở, trong đó có viên chức dân số. Bộ Tài chính vừa quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. Theo đó, từ ngày 16 tháng 10 năm 2023, tăng 20% một số mức thu phí trong lĩnh vực y tế. Trong đó, mức thu phí thẩm định cấp mới số lưu hành trang thiết bị loại C, loại D tăng từ 5 triệu đồng lên 6 triệu đồng một hồ sơ. Mức thu phí thẩm định cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người bị thu hồi tăng từ 360.000 đồng lên 430.000 đồng một lần. Ngày 7 tháng 9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Sơ cấp cứu Thế giới năm 2023 với chủ đề Sơ cấp cứu trong thế giới số và diễn tập tình huống sơ cấp cứu tai nạn giao thông đường bộ. Với thông điệp là sơ cấp cứu trong thế giới số, trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho người dân, chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đổi mới phương thức đào tạo, huấn luyện sơ cấp cứu và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sơ cấp cứu, như xây dựng các video hướng dẫn và mô phỏng kỹ thuật, các trò chơi kỹ thuật số để sử dụng trong các khóa huấn luyện sơ cấp cứu và giúp mọi người ở mọi nơi, mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh dễ
dàng tiếp thu, lưu trữ cũng như là lưu giữ được kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu. Tiếp tục phát triển mạnh mẽ các mô hình sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng với tinh thần sơ cấp cứu vì mọi người và ở mọi nơi, sơ cấp cứu sớm quyết định sự sống cho người bị nạn, góp phần giảm thiểu rủi ro, tạo dựng cuộc sống an toàn cho mọi người dân. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì trên các trang mạng xã hội xuất hiện tràn lan những hội nhóm dạy cách bùng nợ các khoản vay tiêu dùng và thu hút rất đông người tham gia. Tình trạng này thì không chỉ ảnh hưởng đến sự lành mạnh của thị trường tín dụng mà còn có dấu hiệu là vi phạm quy định của pháp luật. Và đó cũng sẽ là chủ đề chính của tâm điểm kinh tế hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Nếu tìm kiếm trên Facebook, mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay, chỉ với từ khóa bùng nợ thì kết quả hiển thị hàng chục hội nhóm lớn nhỏ chia sẻ cách đối phó với các khoản vay tiêu dùng. Nhóm nhỏ khoảng vài nghìn thành viên tham gia, nhóm lớn lên tới hàng trăm nghìn người, bình luận rôm rả. Thưa quý vị, sự phổ biến của các hội nhóm rủ nhau bùng nợ vay tiêu dùng đang gióng lên hồi chuông báo động, nhất là trong tình cảnh kinh tế khó khăn chung như hiện nay. Hành vi bùng nợ của người vay không chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển bền vững và lành mạnh của thị trường tài chính tiêu dùng, mà còn khiến người vi phạm phải chịu trách nhiệm nặng nề trước pháp luật. Trong những hội nhóm dạy nhau cách đối phó với việc vay nợ, dưới mỗi bài đăng than thở về tình hình tài chính là vô số lời động viên kèm theo hướng dẫn chi tiết cách bùng nợ khi vay tiền qua các công ty tài chính tiêu dùng, các ứng dụng điện tử hay ngân hàng. Bên cạnh đó, cũng có không ít người khỏe chiến tích. Tài khoản này còn động viên người trong nhóm, nếu vay chưa thành công thì đừng nản, hãy tiếp tục cẩy thêm. Cái hành vi này thì nó nằm trong cái sự điều chỉnh của pháp luật hình sự, cụ thể ở cái điều 175 Bộ luật hình sự 2015 là hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tức là họ bằng các cái hợp đồng hoặc bằng các cái ứng dụng, cũng là một hình thức của hợp đồng thôi, để họ vay được tiền nhưng sau đó là họ không trả lại, thì những người này đã vi phạm quy định của pháp luật hình sự. Hiện nay là cái số lượng lớn và có hiện tượng là rủ nhau cùng làm đấy, và còn chỉ cho nhau cách làm, như vậy là nó có cái việc là phạm tội có tổ chức. Đối tượng đầu tiên bị ảnh hưởng trực tiếp từ trào lưu bùng nợ chính là các công ty tài chính và ngân hàng. Các công ty tài chính phải trích lập dự phòng theo tình hình nợ xấu thực tế đã ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng kinh doanh, và hệ quả là lãi suất cho vay tiêu dùng điều chỉnh tăng, tác động trực tiếp tới người đi vay. Vì những người này họ nghĩ một cách đơn thuần rằng là họ sẽ lập ra cái tài khoản ảo hoặc là những cái mua những cái thiết bị di động rồi sim số ảo để từ đó có thể là vay những khoản vay, và sau đó vay xong thì họ xù nợ luôn, họ sẽ không trả lại. Xét ở góc độ pháp luật thì chúng ta thấy rằng là khi họ đã tiến hành vay tiền thì họ phải có trách nhiệm với khoản vay, và nếu như mà cái lãi suất của cái app cho vay đó nó cao hơn so với bình thường thì họ hoàn toàn có thể nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để tòa án có thể ra quyết định xử phạt với cái app vay này, hoặc là điều chỉnh lại các mức lãi suất cho nó phù hợp với những cái quy định hiện hành của ngân hàng bây giờ. Thế nhưng mà họ lại không làm như vậy. Ngay cả những người đi vay cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro khi bùng nợ. Có thời điểm, nhiều tổ chức tín dụng đã vào tình thế phải dừng cho vay mới để bảo toàn vốn, chỉ tập trung vào nhóm khách hàng có điểm tín nhiệm cao. Khi không thể dựa vào các công ty tài chính hợp pháp hay các ngân hàng, người vay sẽ chịu thiệt và có thể vướng vào tín dụng đen hay các nguồn cho vay trái pháp luật. Hiện nay thì Chính phủ đã ban hành chỉ thị 12, và Bộ Công an với cả ngân hàng nhà nước phối hợp triển khai rất là tốt, cần phải là đẩy mạnh là triệt phá những cái tổ chức tín dụng đen đó để làm sao mà hạn chế người dân có thể tiếp cận. Tuy nhiên về phía người dân thì khi mà có nhu cầu cấp bách chính đáng thì tôi nghĩ rằng là nên đến những công ty tài chính tiêu dùng cấp phép đặt vấn đề vay vốn, và tôi tin chắc rằng là sẽ được tiếp cận những khoản vay này. Đồng thời là ý thức trách nhiệm của người dân phải xác định được là vay của các công ty này thì phải có trách nhiệm trả, và nên để là cái tình trạng trốn nợ chơi gì cố tình không trả nợ. Thống kê từ Hiệp hội Ngân hàng cho thấy tỷ lệ khách hàng vay tiêu dùng không trả nợ ngày càng cao, và có hiện tượng rủ nhau bùng nợ khiến nợ xấu tăng, lãi suất vay khó giảm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân.
Đối với hành vi chủ đích vay tiền để quyền nợ và cả những người tham gia tư vấn chia sẻ, người vi phạm có thể sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý nặng nề. Người dân cần tỉnh táo trước những lời dụ dỗ trên các hội nhóm Facebook. Bên cạnh đó, các ngân hàng, công ty tài chính cũng cần phải nỗ lực để cải tiến, giúp thủ tục vay vốn đơn giản và gọn nhẹ hơn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các nguồn tín dụng chính thống. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.